Xin kính chào quý vị. Hiện tại thì Kiều Anh đang có mặt tại nhà máy của công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao FDA, nơi sản xuất ra viên uống nội tiết hoa bia Reviver đang được rất nhiều chị em ưa chuộng trong thời gian gần đây. Hãy cùng Kiều Anh tìm hiểu xem viên uống nội tiết hoa bia Reviver được sản xuất như thế nào và vì sao lại được nhiều chị em ưa chuộng đến thế nhé. Với diện tích gần 12.000 m2, tọa lạc tại khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, thành phố Hải Dương, nhà máy FDA sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, trang thiết bị máy móc được nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Quy trình sản xuất tại FDA đạt tiêu chuẩn GMP, cam kết sản xuất ra các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng chất lượng cao đến với tay người tiêu dùng. Bây giờ hãy cùng mình đi vào bên trong để tham quan nhà máy nhé! Tại FDA, việc sản xuất viên uống nội tiết hoa bia Reviver được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm mang đến những lô sản phẩm chất lượng tốt nhất. Ba thành phần chính trong viên uống nội tiết Reviver là agnusid, chiết xuất mạn kinh tử, lifenol, chiết xuất hoa bia chuẩn hóa và sisamin, chiết xuất vừng đen. Trong đó, chiết xuất hoa bia và vừng đen được nhập khẩu 100%, chiết xuất mạn kinh tử được chuyển giao quy trình chiết tách từ Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương. Các nguyên liệu được đưa vào máy trộn để tạo nên một hỗn hợp đồng nhất, đảm bảo hàm lượng chuẩn hóa đến từng viên uống. Reviver được bào chế dạng viên nang nhỏ gọn dễ uống, khi vào cơ thể sẽ giải phóng các hoạt chất tác động trúng đích đến hệ nội tiết tố, giúp bổ sung và cân bằng nội tiết. Mọi người ơi, hiện tại bên cạnh mình đây là chị Nguyễn Thị Hảo, giám đốc chất lượng của công ty cổ phần dược phẩm chất lượng cao FDA. Chị Hảo ơi, không biết là bây giờ chị có thể chia sẻ cho em cũng như là các bạn khán giả có thể được biết về cái quy trình sản xuất ra viên uống Reviver của bên mình được không ạ? Nhà máy công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao FDA đạt tiêu chuẩn GMP HS thực hành tốt sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và tiêu chuẩn GMP WHO thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế cấp. Nhà xưởng, trang thiết bị và quy trình sản xuất thì tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của Bộ Y tế, tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Nhà máy có hợp tác với các tiến sĩ hàng đầu ngành tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Viện Dược liệu và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương nghiên cứu chuyển giao công thức, quy trình công nghệ trong một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm. Viên nội tiết tố Reviver là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao quy trình chiết xuất agnusid từ dược liệu mạn kinh tử của khoa nghiên cứu phát triển, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương. Sự kết hợp giữa chiết xuất mạn kinh tử, chiết xuất hoa bia và chiết xuất vừng đen tạo nên sản phẩm Reviver mang lại hiệu quả cao cho hỗ trợ giảm các triệu chứng bốc hỏa, đổ mồ hôi, căng thẳng, lo âu, nhức đầu, mất ngủ do suy giảm nội tiết tố nữ ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Trên tay Kiều Anh đang là một hộp Reviver vừa mới được sản xuất hoàn thiện. Có thể thấy rằng quy trình sản xuất Reviver được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu cho đến khi tạo ra thành phẩm cuối và khâu bảo quản để duy trì hoạt tính và hiệu quả cao nhất của sản phẩm. Như vậy, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là tính an toàn của viên uống nội tiết Reviver. Nếu như chị em đang gặp các vấn đề về suy giảm nội tiết như là bốc hỏa, mất ngủ, khô hạn, giảm ham muốn, kinh nguyệt không đều, tắc kinh, mất kinh thì hãy tham khảo sử dụng ngay nội tiết hoa bia Reviver nhé.